Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TV Not For Children. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách nâng cấp full cầu thủ trên iOS. Bình thường khi chúng ta mua một cầu thủ sẽ chỉ nâng cấp được 3 lần. Ở đây đang có đủ 32 cầu thủ. Mình sẽ thử nâng cấp Jeminer. Xin lỗi các bạn, đây là mình bán mất rồi. Chúng ta vào mua thử Eden Hazard. Khi mua về thì tất nhiên ai cũng muốn nâng cấp cầu thủ mình lên 100 để đạt được chất lượng tốt nhất. Đây chúng ta kích vào cầu thủ, chọn Play Development. Nhưng trước đó đã nâng cấp 3 lần nên mình sẽ không thể nâng cấp được nữa. Mình thử đá một trận off để lấy 3 lần. Một, hai, ba. Không được nữa đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chơi và thoát một trận off. Nếu như chúng ta để như vừa rồi đã quá hạn thì tiếp bước tiếp theo chúng ta làm, tức là đã quá 3 lần thì chúng ta sẽ làm thủ thuật nhưng vẫn sẽ không thể nào xóa được cái không để unlock được phần nâng cấp full. Bây giờ chúng ta thoát ra phần cài đặt, tìm đến game Dream League Soccer 2019. Ở đây có chế độ siết mốt cuối cùng của dòng, hiện tại đang ở chế độ ẩn. Chúng ta sẽ bật lên, thoát ra, tiếp tục vào lại game. Bây giờ đang ở chế độ siết mốt, sẽ có 8 mục. Chúng ta chọn mục thứ 3 từ trên xuống bên tay phải, Delete Team Data. Ok, như vậy là xong. Chúng ta quay vào game. Chúng ta vào mục Up, vào đội hình để nâng cấp. Nâng cấp Eden Hazard. Đây là lần thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Các bạn có thể nhấp đúp vào để quá trình nâng cấp được nhanh hơn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn nâng cấp cầu thủ full 100 không có giới hạn ở trên iOS. Lưu ý các bạn, nếu như các bạn đã nâng cấp 3 lần trước khi mình vào chế độ xếp mốt thì mình sẽ không thể nào nâng cấp được. Do đó các bạn có thể thoát một trận đá off để thua. Rồi chúng ta mới vào chế độ xếp mốt, kích hoạt lên, chọn Delete Team Data, quay trở lại game để có thể nâng cấp liên tục. Và lưu ý có thể kích đúp để quá trình nâng cấp được nhanh hơn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách nâng cấp cầu thủ full 100 trên iOS. Điều mà trước đây thường thì ở trên Android chúng ta xóa file dlsconfig.dat thì phải để nâng cấp. Chúc các bạn thành công. Đây là video thứ 2 của Channel TV. Mình vẫn chưa thể sửa được lỗi nói vấp. Rất mong được các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn.